Chào mọi người đã đến với kênh Hà Nhật VIP. Nay em lên cho mọi người con máy lọc nước Chimion Hyper. Con này đời 2017, nhìn bên ngoài đẹp như mới, không vết xước nhé mọi người nhé. Con này có 5 tấm điện cực, lõi lọc 8.000 lít và có 7 loại nước từ 3.0 đến 10.5. Và bây giờ em sẽ test nước cho mọi người. Máy có hệ thống màn hình LED hiển thị số lít trên giây và hiển thị màu xanh này, ý nghĩa là nước 7.0 là nước trung tính, chúng ta sẽ dùng để pha sữa uống thuốc, dùng sau khi ăn. Số lít nước mọi người nên để từ dưới 2.0. Và mỗi lần muốn chuyển qua chế độ khác chúng ta phải tắt nước đi. Và bấm sẽ qua chế độ. Đây, mức ion kiềm thì nó sẽ hiển thị mức 1, đây là mức 8.5. Là mức dành cho những người mới bắt đầu. Có hệ thống cảm ứng vân tay để chúng ta bấm sử dụng. Nước 8.5. Và đây là mức 2, mức 9.0. Sau khi chúng ta đã làm quen được với nước 8.5 từ 1 đến 2 tuần, chúng ta sẽ chuyển sang dùng nước 9.0. Chúng ta cũng có thể dùng nước 9.0 này để nấu cơm, nấu canh. Và đây là mức ion kiềm thứ 3. Mức 9.5 là mức chúng ta sẽ sử dụng thường xuyên khi đã quen với nước. Nước này cũng có thể dùng để pha cà phê, pha trà. Còn đây là mức thứ 4, là mức ion kiềm 10.5. Nó sẽ dùng để ngâm rau củ quả, loại bỏ các độc tố trong rau, loại bỏ chất bảo quản trong rau. Nước này thì chúng ta sẽ không uống được. Và máy sẽ cảnh báo màu vàng. Chúng ta sẽ chuyển sang mức acid. Đây là mức 3.0 sẽ hiển thị 2 vạch và mức 5.5 nó sẽ hiển thị 4 vạch. Nước 5.5 chúng ta sẽ sử dụng để rửa mặt, làm đẹp da. Máy còn có tăng âm lượng. Nước không uống được nên máy sẽ cảnh báo tít tít. Còn đây là nước 3.0, chúng ta là nước axit mạnh, chúng ta sẽ dùng để sát trùng vết thương. Bây giờ em sẽ thử nước cho mọi người.
Và đây là nút turbo chúng ta sẽ dùng để tăng cường điện phân. Chúng ta có thể nhìn thấy bảng màu, đây là nước da tương đối chuẩn. Đây, em để lộn 3.0 với 5.5. Đây, 3.0, 5.5, 7.0, 8.5, 9.0, 9.5 và 10.5. Và ai quan tâm đến sản phẩm này, liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Con này em bán với giá 17 triệu. Và ai có mua sản phẩm và đoán được số series, hai số cuối của con máy, bình luận bên dưới em sẽ giảm 500.000 cho người mua nó. Chính sách bảo hành của con này lên đến 1 năm, một đổi một trong vòng 3 tháng đầu nếu máy gặp trục trặc. Và bên em cũng bán giá thợ, nó sẽ rẻ hơn. Chi tiết thì liên hệ số điện thoại có trên màn hình. Mọi người đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của bên em. Xin cảm ơn.